Xin chào mọi người. Anh em đã sưu tầm được nhiều cái loài lan rừng với những cái bông hoa cho những cái màu sắc, ví dụ màu trắng, màu đỏ, màu hồng, màu tím nữa ha. Và hôm nay có một cái loài lan rừng cho hoa màu vàng rất đẹp, cây của rừng Con Tum mọi người nhé. Cây này thì có tên gọi là lan kim điệp mọi người. Và khi mà nở hoa thì nó sẽ cho ra những cái bông hoa với cái màu sắc vàng rất rực rỡ. Đây mọi người xem. Hoa này dễ thương không? Cây kim điệp mọi người nhé. Rồi, và hôm nay thì em có chia ra đây làm các phần đồng giá với nhau, mỗi phần 100.000 cho mọi người dễ sưu tầm. Chỉ 100.000 là anh em có thể là sưu tầm được nguyên một cái lô vậy. Và chúng ta có thể là ghép cái này thì anh em có thể là ghép gỗ lũa cũng được, hoặc là trồng vào chậu than, vỏ thông đều được mọi người nhé. Cây có tên gọi là lan kim điệp. Đây, cây mới bóc từ rừng về, mọi người có thể thấy là nó còn dính những cái lớp vỏ cây rừng này. Nó bám chung trên. Cây này trong tự nhiên nó hay mọc trên những cái cây cổ thụ á. Thì bà con ta đi hái lan rừng ta hái ta cứ bóc về thôi. Đây mọi người xem, em chia các phần nó đều nhau rồi, do cái cây rừng về nó được một cái lô lớn đó. Sau đó thì bắt đầu là chia ra thành phần từng phần nhỏ vậy nè, cho anh em dễ sưu tầm ha. Và anh em muốn sưu tầm thì chỉ biết là inbox vào trong TikTok của em nha, tức là nhắn tin vào TikTok cho em, hoặc là xem ở phần hồ sơ, cái phần tiểu sử của kênh em đó, sẽ có mục để anh em liên hệ đặt mua. Khi mọi người đặt mua xong thì em sẽ gửi qua đường bưu điện đây. Một số đơn hàng của anh em đặt hôm trước đang đóng gói đây, thì anh em đặt xong em sẽ đóng gói gửi đi, sẽ có bưu tá họ giao tận nơi cho mọi người. Anh em thanh toán tiền lan với tiền ship chắc tầm cỡ 30.000 cho bên đơn vị vận chuyển họ thu là được mọi nha, và được kiểm tra hàng trước khi nhận, đúng như hàng anh em đặt thì anh em hãy thanh toán nha. Đây, cứ một phần dày rất nhiều vậy là giá 100.000 thôi. Lan kim điệp hoa vàng rất đẹp nha, anh em sưu tầm được nhiều cái giống lan hoa trắng, xanh, tím, hồng rồi thì chúng ta có thể sưu tầm thêm cái cây hoa vàng này cho nó rực rỡ trong vườn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hôm nay là lan kim điệp của rừng Con Tum. Đây mọi người. Hoa đẹp ha.